Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 năm Mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 năm Mạng thì trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì cũng là một cái năm mà gặp khá nhiều cái may mắn. Mọi việc thì đều được thuận lợi hanh thông và trong năm cũng không có những biến động nào quá lớn. Và bước sang năm 2025 năm Ất Tỵ là một cái năm mà cũng sẽ tiếp tục gặp may mắn do được cục diện tam hợp với Thái Tuế. Vậy thì trong năm 2025 thì những sự kiện gì sẽ đến với những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945? Xin mời quý vị cùng theo dõi để nắm được cái vận thế chi tiết cũng như là có những cái kế hoạch hoạch định giúp cho mình thâu thu được cái tài lộc may mắn và bình an. Thưa quý vị, những người tuổi Ất Dậu là những người sinh năm 1945, có thiên can là Ất, địa chi là Dậu. Người này có lá số là âm nam, có ngũ hành nạp âm là tuyền trung thủy, có cung mệnh là cung khảm thuộc thủy, được gọi là xứ ngọ chi kê, có nghĩa là gà gáy trưa, có xương con gà, tướng tinh con, cua, con nhà hắc đế, tử tánh, phú quý. Quý vị thân mến, nói chung ấy, những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, những người này được trời sinh là số mệnh đắc tài phú quý. Số này đã định khi còn trẻ sẽ phải trải qua và chịu nhiều cái khó khăn vất vả, túng thiếu. Nhưng nhờ cái sự chăm chỉ cố gắng và sống có đức độ của mình nên sẽ được bề trên chứng giám và ban cho nhiều cái may mắn tài lộc. Càng già lại càng giàu có sung túc, an nhàn, hưởng cái cuộc sống vinh hoa phú quý bên con cháu. Năm 2024 năm Giáp Thìn là một cái năm gặp nhiều may mắn trên mọi cái phương diện của cuộc sống do được cục diện lục hợp Thái Tuế nó tương trợ. Bước sang năm 2025 năm Ất Tỵ thì cái vận may đó vẫn còn tiếp tục đến với bản mệnh khi mà lại gặp được cục diện tam hợp là Tỵ, Dậu, Sửu là nó tương trợ, nó giúp đỡ. Trong năm 2025 năm Ất Tỵ này thì mọi phương diện đều được diễn ra theo cái chiều hướng tích cực, đặc biệt là về sức khỏe và gia đạo. Các chuyên gia tử vi học cũng có lời khuyên những người tuổi Ất Dậu thì quý vị đã sống được gì đến độ tuổi này là phúc đức cũng khá là dày. Quý vị bây giờ cần phải tập trung chăm lo cho sức khỏe của mình là cái vấn đề trên hết tất cả, đúng không ạ? Và không để quý vị chờ lâu nữa, ngay sau đây chúng ta cùng bước vào phân tích về cái lá số tử vi của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 năm Mạng. Thưa quý vị, những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 năm Mạng, năm 2025 năm Ất Tỵ thì được cục diện là gì? Tỵ Dậu Sửu là tam hợp. Như vậy là gì? Được cái cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ. Nên đây là một cái khoảng thời gian mà những người tuổi Ất Tỵ gặp nhiều cái may mắn, tài lộc. Nói chung ấy, công việc thì hanh thông thuận lợi, các mối quan hệ thì nó cũng diễn ra khá là hài hòa. Vì thế, đây cũng là một cái năm mà quý vị có nhiều cái bứt phá lớn nếu như mà nắm bắt được cái vận thế của mình. Bên cạnh đó thì do được quý nhân giúp đỡ nên là cái vận trình sự nghiệp, gia đình cũng như là gia đạo được yên ấm bình an. Quý vị không phải lo lắng nhiều, cứ thanh thản hưởng thụ với cuộc sống bên con cháu, bên những người mình thương yêu nhất. Thưa quý vị, và trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì được cục diện tam hợp với Thái Tuế. Vậy nên những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 ấy thì hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế để được Thái Tuế tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận may về tài lộc, tiền bạc cũng như là tăng cường cái sức khỏe của mình. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài Thái Tuế mang lại cái vận may về tài lộc cũng như là gì? Gia tăng cái sức khỏe may mắn cho mình, hóa giải những vận hạn của năm. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 nhé để thỉnh cái kim bài Thái Tuế giúp một năm bình an và may mắn. Thưa quý vị, năm 2025 năm Ất Tỵ thì chúng ta có cục diện là gì? Những người tuổi Ất Dậu ấy thì có Ất Mộc ghép với Dậu Kim, là kim mộc là xung khắc. Vậy nên là gì? Những người tuổi Ất Dậu ở cái thuộc lứa tuổi này ấy, thì tuổi đời ở gặp nhiều cái trở lực khó khăn ở cái thời tiền vận. Nhưng mà trung vận và hậu vận thì họ hoàn toàn được thảnh thơi nhờ có nạp âm ngũ hành là nó tương sinh. Vậy nên là gì? Nó sẽ thúc đẩy những người tuổi Ất Dậu thời còn trẻ ấy, thì phải có nỗ lực vươn lên phấn đấu, vượt qua mọi trở ngại để tiến đến thành công. Những người tuổi Ất Dậu nam mạng thì nói chung ấy đã trải qua hơn 80 năm cuộc đời. Nói chung đôi khi quý vị cũng tự hỏi là cuộc đời mình còn lại gì trong thời gian này. Hơn nửa đời quý vị dành cho cái sự nghiệp, gia đình, con cái, và bây giờ là thời gian còn lại cũng không còn bao nhiêu để dành cho chính mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho thanh thản, vui vẻ, việc gì muốn làm và ai nói sao thì cũng mặc kệ đó. Quý vị sống cho chính mình chứ không phải sống cho người khác. Những người tuổi Ất Dậu nam mạng là những người sống có chừng có mực,
và sống rất là gì hòa thuận với mọi người. Vậy nên quý vị hãy làm cho cuộc sống tuổi già của mình thật đa dạng, nhiều màu sắc với những cái người bạn tuổi già, những cái đội nhóm hoặc là những câu lạc bộ để vui chơi. Quý vị đừng lúc nào chỉ cũng nghĩ đến cho con cháu nữa. Và năm 2025, năm Ất Tỵ, thì những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 đã bước sang độ tuổi 81. Nói chung độ tuổi lên chức lão làng. Vậy nên cái vận trình của quý vị trong năm nay cũng có nhiều điều phải lưu ý đấy, để cho tuổi già được vui vẻ, khỏe mạnh. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thì chúng ta cùng xét về các mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành. Thì chúng ta có thiên can là Ất đúng không ạ? Ất Dậu thiên can là Ất. Ất mà gặp Ất thì nó là gì? Là tỷ kiên. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong năm 2025 năm Ất Tỵ, cái tỷ kiên nó cũng sẽ mang lại nhiều cái điều may mắn cho những người tuổi Ất Tỵ gặp cục diện tỷ kiên chiếu mệnh. Vậy nên những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 ấy, thì quý vị sẽ trở nên là gì? Chỉn chu hơn và làm việc một cách là gì? Bình tĩnh hơn. Để đưa ra những quyết định đúng đắn, sáng suốt hơn và cẩn thận tỉ mỉ trong mọi việc, nên là thường không xảy ra cái vấn đề nào quá lo lắng. Đó. Tuy nhiên, những người tuổi Ất Dậu lại thường bỏ tỏ ra gì cô lập bản thân với mọi người, nên là đời sống tinh thần cũng không được vui vẻ cho lắm. Họ suy nghĩ nhiều nên là dễ xảy ra cái tâm bệnh. Và năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Ất Dậu này hãy chú ý nhiều đến những cái mối quan hệ với những người thân thiết xung quanh mình. Quý vị hãy tạo ra những cái mối quan hệ tốt đẹp với con cháu để gì cho cả nhà được yên vui, hưởng thụ trọn vẹn đời cuộc sống gì thành thơi của mình trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ này. Bên cạnh đó, trong cái địa chi tỵ của năm Ất Tỵ này thì nó ẩn tàng ba thiên can là Bính, Mậu và Canh. Rồi chúng ta có Ất gặp Bính thì nó là thương quan, Ất gặp Mậu thì nó là chính tài và Ất gặp Canh thì nó là chính quan. Như vậy là trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn ẩn chứa những cái cát tinh như là chính tài và chính quan. Đấy. Bên cạnh đó thì nó cũng có cái hung tinh thương quan nó lâm vận. Vì thế mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm đó. Vẫn có những cái cơ hội để bứt phá, tiến đến thành công và gặp nhiều cái may mắn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Thì chúng ta xét này, Ất gặp Bính thì nó là thương quan. Gặp cái thương quan lâm vận thì những người tuổi Ất Dậu ấy cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc đấy. Hoặc là trong các mối quan hệ thì nó cũng xảy ra nhiều cái biến cố. Bên cạnh đó thì luôn có kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ tìm cách hãm hại, và dẫn đến gì quý vị trở nên gì nóng tính hơn. Đôi khi ấy, thì cũng khó giữ được cái bình tĩnh trước khi đưa ra những quyết định. Vậy nên để hóa giải cái tỷ kiên và cái thương quan này, hóa giải hạn tiểu nhân hãm hại, thì những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 năm mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 năm mạng. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta có Ất gặp Mậu thì nó là chính tài, đúng không? Chính tài nó cũng đem lại cái công việc, nói chung là những bác nào đang còn cống hiến, đang còn làm việc thì cũng sẽ gì có được quý nhân tương trợ giúp đỡ, cái vận may thì nó luôn ở bên cạnh các bác. Bên cạnh đó chúng ta có Ất gặp Canh thì nó là chính quan. Cục diện chính quan này nó cũng sẽ giúp cho con đường quan vận hoặc là những cái mối quan hệ nó được tốt lành hơn. Các bác cũng sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn trong công việc, trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì cũng sẽ giúp cho con cháu và tạo ra những mối quan hệ tốt để gì mọi người được thăng quan tiến chức. Đấy. Thưa quý vị, như vậy là gì? Xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi ấy, thì đây cũng là một cái năm mà quý vị cũng cần phải lưu ý. Nói chung là công danh sự nghiệp trong năm nay cũng không phải là cái ưu tiên hàng đầu, mà quý vị cần phải lưu ý cái sức khỏe của mình nhiều hơn. Tiếp theo chúng ta cùng xét sang cái vận hạn của năm. Thì những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 năm mạng ấy, năm nay là 81 tuổi rồi. 81 tuổi thì quý vị sẽ gặp cái sao hạn là cái sao Mộc Đức đó, và cái hạn năm là cái hạn Huỳnh Tuyền. Thưa quý vị, các cụ nói rằng là gì? Mộc Đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ, thu đông rạng ngời. Bán buôn thì vốn một phát mười, gia môn rộn rã, nụ cười ấm no. Cái sao Mộc Đức này nó là một cái cát tinh. Đấy. Nó được gì? Khi mà được cát tinh này chiếu mệnh ấy, thì gia chủ sẽ gặp nhiều cái may mắn, an vui trong năm. Cái sao Mộc Đức nó sẽ tốt nhất vào cái tháng 10 và tháng 12 âm lịch, tức là gì? Tháng 10 và tháng Chạp vậy. Quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để tiến hành những cái việc lớn trong cái cuộc đời của mình. Tuy nhiên, quý vị cũng cần phải đề phòng những cái bệnh tật nó phát sinh, nhất là liên quan cái bệnh khí huyết trong cơ thể. Đó. Thêm nữa là gì? Quý vị năm nay gặp cái hạn năm là cái hạn Huỳnh Tuyền. Các cụ nói là gì? Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam queo đau mắt, đề phòng chân tay. Dỡ khỏi tai nạn cũng dày ốm đau. Nói chung ấy,
khi mà gặp cái hạn huỳnh tuyền thì quý vị thường xuyên mắc phải cái vấn đề liên quan đến sức khỏe, thậm chí có thể đe dọa đến cái bản thân đấy. Những gia chủ tuổi Ất Dậu sẽ gì, nếu mà gặp hạn này sẽ thường xuyên cảm thấy đau đầu, chóng mặt, choáng váng mà không rõ được nguyên nhân. Nếu mà cứ để tình trạng này nó kéo dài thì dễ dẫn đến suy nhược cơ thể, sức khỏe thì sa sút, không có tinh thần, gây ra nhiều cái hệ lụy, ảnh hưởng nhiều đến cái cuộc sống sinh hoạt của gia chủ. Thì ngoài ra cái hạn huỳnh tuyền nó còn nhắc nhở những cái tai nạn về sông nước, về những nguy cơ cao và bị thiệt mạng. Để hạn chế những cái tác động xấu do cái hạn huỳnh tuyền gây ra thì những người tuổi Ất Dậu cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn, thường xuyên bổ sung cái thực phẩm đấy và nâng cao cái sức đề kháng cho mình, ăn uống đúng bữa đúng giờ giấc một cách khoa học và luôn cho mình cái không gian nghỉ ngơi thư giãn. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên cẩn thận với những cái việc liên quan đến con đường sông nước, đường thủy. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, nam hạn, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái minh quang pháp bảo. Cái minh quang pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó được làm bằng bạc đấy. Khi mang theo bên mình ấy, thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống cũng như là gì, giúp gia tăng thêm cái may mắn tài lộc. Bên cạnh đó, đây là cái vật phẩm phong thủy chuyên để hóa giải cái vận hạn của năm, sẽ giúp cho quý vị gì có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào. Minh quang pháp bảo đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái minh quang pháp bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nam mạng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã xét qua về cái tổng quan vận hạn của năm 2025 năm Ất Tỵ, đúng không? Chúng ta biết ấy, thì trong năm nay ấy, những người tuổi Ất Dậu nam mạng sinh năm 1945 ấy, thì ngoài những cái thương quan và những cái vận hạn này ra ấy, thì năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Ất Dậu ấy lại gặp cái lưu niên gì quan phù và phi liêm đấy. Vậy nên có quan phù và phi liêm nó nhập mệnh, vậy nên nó dự báo trong năm sẽ gì không được suôn sẻ với những người tuổi Ất Dậu, nhất là về sức khỏe và cuộc sống ấy, thì gặp nhiều chuyện thị phi. Nói chung ấy, những người tuổi Ất Dậu có thể mắc phải những căn bệnh khó chữa, cơ thể thì suy yếu, nếu mà không biết chăm sóc quan tâm đúng mức về sức khỏe thì tình hình ngày càng có thể là xấu đi. Thì ngoài ra ấy, các chuyên gia tử vi học cũng dự báo sẽ xảy ra những cái tranh chấp đấu tố liên quan đến giấy tờ pháp luật. Vậy nên trong năm 2025 ấy, những người tuổi Ất Dậu nam hạn khi mà làm gì cũng cần phải có quyết tâm cao. Quý vị nên nhớ tuyệt đối không đứng ra vay mượn hoặc là ký giá vay tiền hoặc là cắm nhà cắm cửa cho ai đó vay tiền đó. Thưa quý vị, như vậy tổng quan lại thì xét về cái mối quan hệ thiên can ngũ hành âm dương địa chi cũng như cái vận hạn sao chiếu mệnh thì chúng ta thấy là bước sang năm 2025 năm Ất Tỵ, mặc dù là được cục diện tam hợp thái tuế nó tương trợ giúp đỡ, nhưng cái vận trình của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 năm mạng ấy thì cũng không được mấy khả quan cho lắm, nhất là về cái sức khỏe đấy. Bởi vậy quý vị hãy gì gạt bỏ hết những cái lo lắng sang một bên để mà vui vẻ quây quần bên con cháu. Quý vị vẫn có thể sống một cái cuộc đời bình yên, không tai ương, không bệnh tật là cái điều vui lớn nhất đối với quý vị. Vậy nên những người tuổi Ất Dậu cũng hãy lên nhớ đấy, mình đã già sức yếu nên là cần phải nỗ lực từng ngày đấy, cần phải vui vẻ hơn trong cuộc sống để cho cuộc sống nó không quá nhiều cái lo toan. Quý vị hãy thôi lo lắng việc này việc nọ, nói chung đấy, quý vị đã lo hết được gần hết đời người rồi, giờ là lúc cần phải nghỉ ngơi chăm sóc bản thân nhiều hơn. Hãy làm việc một cách là gì thư thái và hãy làm cho cuộc sống của mình nó có thêm nhiều cái ý nghĩa, tràn đầy cái niềm vui và tiếng cười quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong về cái tổng quan vận hạn âm dương ngũ hành đấy, cũng như là gì các mối quan hệ và gì đưa ra được kết luận. Nói chung là những người tuổi Ất Dậu năm 2025 năm Ất Tỵ thì cũng là một cái năm mà cũng gặp khá nhiều cái gian nan đấy. Tuy nhiên các mối quan hệ thì nó khá tốt lành, vậy nên thì có gặp khó khăn thì cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ và cái vận may nó vẫn sẽ đang tìm đến với những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng xét về cái vận hạn của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nam mạng trong chi tiết từng tháng, xem tháng nào tốt, tháng nào xấu và quý vị cần phải lưu ý những cái điều gì. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái tháng riêng là tháng Mậu Dần đúng không ạ? Chúng ta có Dần, Dần Mộc gặp gì Dậu Kim, Kim Mộc là xung khắc. Vậy nên là gì? Do cái cục diện xung khắc về cái ngũ hành ấy, nên là trong cái tháng này những người tuổi Ất Dậu sẽ gặp nhiều cái khó khăn. Các mối quan hệ thì nó gì lâm vào bế tắc, hay xảy ra những tranh cãi, những mâu thuẫn.
Bên cạnh đó thì Ất Dậu, Mậu Dần thì trong cái tháng này thì gì ngũ hành nó xung khắc, nên là sức khỏe nó cũng bị giảm sút. Đó, các mối quan hệ thì cũng gặp nhiều cái khó khăn. Thêm nữa, trong cái thời gian này những người tuổi Ất Dậu thì cũng gặp phải cái cục diện là gì? Lâm quan nó nhập mệnh. Nó cho thấy là trong tháng này thì những người tuổi Ất Dậu sẽ duy trì được cái năng lượng tích cực trên mọi khía cạnh. Tuy nhiên lại có cái gì? Hung tinh Đà La nó cản trở. Vậy nên nó gây ra cái sự tổn hại lớn cho những người tuổi Ất Dậu trên các phương diện, đặc biệt là sức khỏe. Tinh thần của quý vị thì không được tốt, đôi khi cảm thấy buồn lòng vì một số chuyện đã qua. Nhưng mà quý vị hãy đừng có lo lắng quá nhiều, hãy thoát ngay ra khỏi cảm xúc tiêu cực đó. Gia chủ không nên u sầu lo lắng vì những cái chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới giúp cho những người tuổi Ất Dậu có được một cái sức khỏe tốt được. Thêm nữa, trong tháng lại có lưu niên quan phủ nó xuất hiện như một lời nhắc nhở đến những người tuổi Ất Dậu trong tháng này cần phải chú ý đến những cái chuyện liên quan pháp luật, chính quyền. Bên cạnh đó thì trong cái vòng thái tuế thì có liên liên gì phúc đức và thiên đức nó chiếu mệnh. Vậy nên trong thời gian này thì nó cũng gì có những cái tác động tích cực làm cho những người tuổi Ất Dậu ấy nói chung là cũng có nhiều cái phúc đức, nhờ được cái sự giúp đỡ của những người khác mà những người tuổi Ất Dậu ấy cũng sẽ gì có thể là truyền đạt được cho lớp trẻ những cái mong muốn của mình và giúp họ tiến đi nhanh hơn trên cái con đường công danh sự nghiệp. Bên cạnh đó, nhờ có phúc đức và thiên đức nó chiếu mệnh nên là gì cuộc sống của những người tuổi Ất Dậu ấy trong cái tháng này cũng sẽ được thảnh thơi hơn. Đấy. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 2 âm lịch, nó là tháng Kỷ Mão. Tháng Kỷ Mão chúng ta có cục diện là Mão và Dậu là tương xung. Đó. Trong tháng này lâm vào cục diện tương xung nên là nó báo hiệu những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 ấy, nói chung ấy nó cũng sẽ gặp khá nhiều chuyện không hay đến với quý vị. Nói chung ấy, trong tháng này thì quý vị cần phải lưu tâm đến cái vấn đề sức khỏe và gia đạo. Đó. Thêm nữa là có lưu niên quan đới nó nhập mệnh. Thì cái quan đới nó chủ về cái chuyện hỷ sự, may mắn, phú quý, nhưng mà cũng có nhiều cái vất vả. Có thể những người tuổi Ất Dậu phải lo lắng nhiều cho công việc của con cháu trong nhà, cũng như là gì? Cho chính bản thân mình. Sức khỏe trong cái thời gian này cũng không được tốt cho lắm, dễ mất ăn mất ngủ, tinh thần thì uể oải, hay mắc các bệnh vặt do thời tiết nó giao mùa. Cái điều này do bản thân mình cũng đang có quá nhiều cái chuyện căng thẳng và áp lực mà chưa tìm được cách giải tỏa. Đấy, khiến cho thì tinh thần nó dễ bị suy nhược. Nghỉ ngơi thì không về đủ, sức khỏe thì sẽ càng ngày càng đi xuống. May mắn là trong cái thời gian này ấy, lại xuất hiện cái lộc tồn của cái bác sĩ. Đặc biệt là cái bác sĩ nó cũng báo hiệu là gì? Đây là một cái sao, nó mang về cái sự thông tuệ, sáng suốt, là một cái sao giải thần. Nó sẽ giúp gì? Hóa giải cái vận trình gì? Về sức khỏe. Đó. Vậy nên là gì? Có bệnh nặng thì cũng dễ chữa khỏi. Hoặc là gì? Bệnh nhẹ thì có thể là gì? Được quý nhân tương trợ và cũng không có gì phải lo lắng cả. Những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 ấy thì nói chung ấy, thời gian này sự nghiệp, tiền tài không còn là cái nỗi lo lắng hàng đầu nữa. Sức khỏe mới là điều mà những người tuổi Ất Dậu cần phải lưu tâm trong thời gian này. Thời trẻ đã mải mê với công việc thì lúc này chính là cái thời gian để quý vị nghỉ ngơi và hưởng thụ những thành quả lao động của mình. Nói chung ấy, cái tháng này là một cái tháng mà quý vị cần phải lưu tâm đến sức khỏe nhé. Cái tháng Mậu Dần, tháng Giêng vậy. Hai tháng này cần chú ý sức khỏe của mình. Tiếp theo chúng ta xem tháng 3 là tháng Canh Thìn. Tháng Canh Thìn chúng ta có cục diện là Thìn Dậu là lục hợp. Đó. Cái cục diện lục hợp nó cũng mang đến cái sự nâng đỡ kịp thời mỗi khi mà những người tuổi Ất Dậu gặp khó khăn. Đấy. Hoặc là rơi vào bế tắc. Tiền bạc thì cũng được hanh thông thuận lợi, sức khỏe thì tốt, gia đạo thì yên ấm. Trong cái tháng này thì có lưu niên mộc dục nó nhập mệnh, nó báo hiệu là những người tuổi Ất Dậu ấy thì mọi việc trong ấm ngoài êm, các mối quan hệ giữa gia đình, bạn bè, họ hàng thì sẽ ra khá là tốt. Mọi thứ nó đều được hài hòa, tốt đẹp. Nhờ cái thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà những người tuổi Ất Dậu luôn được mọi người yêu mến và kính trọng. Đặc biệt trong cái tháng 3 âm lịch nó có lưu niên lực sĩ. Lực sĩ nó sẽ gì? Nó là một cái cát tinh chiếu mệnh, nó khiến cho sức khỏe của những người tuổi Ất Dậu sẽ được ổn định hơn, không gặp phải cái vấn đề nào quá nghiêm trọng. Nếu mà có bệnh ấy thì cũng chỉ là những bệnh qua loa, hợp thầy hợp thuốc và cũng sẽ sớm được chữa khỏi. Trong tháng này thì quý vị cũng cần phải lưu ý có cái trực phù và cái kình dương này. Nó cũng là một cái hung tinh, nó báo hiệu là vẫn có kẻ tiểu nhân rình rập hãm hại các bác trong thời gian này nhé. Vậy nên các bác cũng cần phải lưu ý, đừng có mà chủ quan khinh địch nhé. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 4 là tháng Tân Tỵ. Tháng Tân Tỵ chúng ta cùng diện là Tỵ Dậu Xỉu là tam hợp.
Trong cái tháng này thì cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ mang lại nhiều cái may mắn, tài lộc cho công việc. Nói chung ấy, mọi việc đều được hanh thông thuận lợi, khó khăn thì cũng được quý nhân đứng ra giúp đỡ. Thêm nữa, lại gặp cái lưu niên trường sinh. Lưu niên trường sinh nên là gì? Trong cái thời gian này quý vị sẽ rất may mắn. Đấy. Tình hình sức khỏe thì cũng được cải thiện nhiều, ít ốm đau bệnh tật do trái gió trở trời nữa. Một số căn bệnh tuổi già cũng theo gia chủ từ lâu ấy, thì đến cái thời điểm này nó cũng không còn nguy hiểm như trước nữa. Hợp thầy hợp thuốc và sẽ sớm được chữa khỏi. Gia chủ sẽ có một cái tinh thần thoải mái, vui vẻ, đúng không? Lại thêm cái sao Thanh Long nữa, nó lại càng chủ thêm cái sự vui vẻ, thêm người, thêm của đối với những người tuổi Ất Dậu 1945. Như vậy là gì? Cái tháng 4, đấy, tháng 4 âm lịch, tháng Tân Tỵ này, đây cũng là một cái tháng tốt nhé, tháng tốt. Đấy. Nói chung là mọi mặt thì đều được gì? Đều thuận lợi, không gặp quá nhiều cái khó khăn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái tháng 5 âm lịch. Tháng 5 là tháng Nhâm Ngọ, đúng không ạ? Chúng ta có Ngọ mà gặp Dậu thì là cục diện là tương phá. Nói chung gặp cục diện tương phá này thì nó cũng gây khó khăn, trắc trở, nhiều cái mâu thuẫn, nhiều cái trắc trở trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Thêm nữa thì chúng ta có Ngọ Hỏa lại gặp gì? Dậu Kim. Nói chung là Hỏa Kim là xung khắc. Vậy nên sức khỏe trong tháng này nó cũng bị suy giảm, các mối quan hệ nó cũng trở nên là gì? Bế tắc và không được hanh thông như trước nữa. Nhưng mà may mắn là trong tháng này có lưu niên dưỡng nó nhập mệnh, nên là đây cũng là một cái thời điểm mà những người tuổi Ất Dậu sẽ khá là nhiều nhiệt huyết, cẩn thận, tỉ mỉ. Tuy nhiên, cái thái độ cứng nhắc, thiếu cởi mở trong cái tháng này có thể khiến cho các mối quan hệ của những người tuổi Ất Dậu với các thành viên hoặc là với các đối tác của mình ấy, gặp nhiều cái khó khăn. Đấy, trong quá trình là giao tiếp khó có thể có được cái tiếng nói chung. Thêm nữa lại gặp cái hung tinh tiểu hao, nó ăn ngữ, nó báo hiệu là những người tuổi Ất Dậu cần phải chuẩn bị tinh thần và gì, mình dễ bị gì, bị hao hụt về tài chính. Có thể là do gì, quý vị làm ăn bị thất bát, cũng có thể là gì, do thời gian này sức khỏe nó kém và gì, phải bỏ một cái khoản tiền không hề nhỏ để chữa bệnh. Vậy nên quý vị hãy chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt. Bên cạnh đó phải có phương án quản lý tài chính thật chặt chẽ để có kế hoạch dành dụm cho bản thân khi ngày càng già đi. May mắn trong cái tháng này lại có lưu niên thiếu dương nó chiếu mệnh, vậy nên nó cũng mang lại nhiều cái phúc đức cho bản mệnh, nên là gì, nó cũng sẽ hóa giải được phần nào cái khó khăn trong tháng này đó. Tiếp theo chúng ta sẽ là tháng 6, là tháng Quý Mùi. Tháng 6 Quý Mùi thì chúng ta có Mùi Thổ sinh cho Dậu Kim. Đấy, nói chung ấy, trong tháng này thì được cục diện ngũ hành tương sinh, vậy nên là sức khỏe nó cũng tốt lên và các mối quan hệ thì nó cũng sẽ được hòa hợp hơn. Dưới tác động của thêm cái nguyệt lệnh lâm vào đất thai nữa, đâm ra ấy, thì những người tuổi Ất Dậu cũng thường xuyên nhẹ dạ cả tin và đôi khi dễ bị dẫn đến hiểu lầm và đưa ra những quyết định không đúng đắn, có thể dẫn đến chuyện tiền mất tật mang. Trong thời gian này gia chủ thường xuyên xúc động và hoặc là tức giận. Đấy. Điều này nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe và cái tinh thần của gia chủ. Có thể dẫn đến mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, hệ thần kinh. Nên dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì những người tuổi Ất Dậu hãy nên bình tĩnh xử lý mọi chuyện thì rồi sẽ được êm đẹp và sẽ sớm được giải quyết mà thôi. Thêm nữa trong tháng này nó có lưu niên tăng môn. Tăng môn nó chủ chuyện tăng tóc buồn phiền nó xuất hiện. Vậy nên nhắc nhở những người tuổi Ất Dậu cần phải cẩn trọng về cái sức khỏe của mình, đặc biệt là trong vấn đề đi lại ấy. Nếu mà có nhu cầu đi xa ấy, hoặc là có dấu hiệu bất thường ở trong cơ thể thì quý vị cũng cần phải đi khám ngay bác sĩ ngay, và trong vấn đề đi lại cũng phải đề phòng cái chuyện là gì, tai nạn cũng như là gì, các họa huyết quan nó gây ra. Thì ngoài ra ấy, trong thời gian này gia quyến cũng có nhiều cái tin không vui liên quan đến chuyện gì, tăng tóc buồn phiền trong gia đình. Tiếp theo chúng ta xem tháng 7 âm lịch, là tháng Giáp Thân. Trong tháng Giáp Thân này chúng ta có Thân gặp Dậu là cục diện tỷ hòa, hơn nữa Thân Dậu Tuất đó là cục diện tam hội. Vậy nên là trong tháng này này, những người tuổi Ất Dậu ấy, nói chung ấy, sức khỏe thì cũng tốt lên và các mối quan hệ thì nó cũng sẽ đi dần dần vào ổn định hơn, nó không còn gặp nhiều cái xung khắc và bế tắc nữa. Thêm nữa trong tháng, nói chung tháng này không may mắn do có lưu niên tuyệt nó nhập mệnh. Đấy, nên nó đẩy mọi thứ nó theo cái chiều hướng không như quý vị mong muốn và khó có thể lường trước được. Các mối quan hệ thì cũng gặp nhiều cái rắc rối, thiếu đi cái sự hài hòa. Nói chung ấy, bản mệnh thì có xu hướng xấu khép mình, nhưng mà thì vẫn không tránh được những cái rắc rối thị phi từ trên trời rơi xuống. Và cũng may là trong tháng này có những cái cát tinh như là Thiếu Âm, Tấu Thư và cái Thiên Việt. Đặc biệt là cái Thiên Việt đó là âm quý nhân, nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên là gì, đôi khi những khó khăn ấy cũng là những thử thách và để quý vị biết được lòng người. Lại thêm cái Thiếu Âm và cái Tấu Thư nữa, nó khiến cho cuộc sống của những người tuổi Ất Dậu cũng được hài hòa hơn. Gia chủ sẽ nhận được nhiều sự tin tưởng, yêu thương của con cháu cũng như là gì, mọi người xung quanh.
Đó. Vậy nên cái tháng này cũng là một cái tháng khá là cát lành nhé, cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Đó. Tiếp đến là tháng 8 âm lịch là tháng Ất Dậu. Tháng 8 âm lịch là tháng Ất Dậu thì Dậu là cục diện tự hình. Nói chung ấy, trong cái tháng này thì quý vị cũng sẽ gặp nhiều vấn đề không may về sức khỏe, nhất là gì? Cái chuyện khẩu thiệt thị phi. Đặc biệt quý vị cần phải lưu ý. Đó. Thêm nữa, lại có lưu niên nó lâm vào đất mộ. Đó. Nó dự báo là những cái điểm không tốt đến sức khỏe của những người tuổi Ất Dậu trong cái thời gian này. Vậy nên quý vị cũng cần phải đề phòng nhé. Quý vị có thể gặp phải những cái chấn thương do bị ngã do khi di chuyển. Tuổi đã cao, quá trình lão hóa tự nhiên nó khiến cho xương loãng và cái cơ bắp nó có dần mất đi cái sức mạnh cũng như cái sự linh hoạt. Nên quý vị đi lại cần phải hết sức cẩn thận, lưu tâm. Thì ngoài ra, dù gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống thì cũng không nên suy nghĩ, lo lắng quá nhiều, kiểu nó tác động không tốt đến tinh thần. Quý vị hãy nghĩ thoáng hơn một chút và luôn giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan. Bên cạnh đó, trong tháng này lại có Quan Phù và Phi Liêm. Nó nhắc nhở những người tuổi Ất Dậu trong cái tháng này thì sẽ xảy ra những chuyện tranh chấp đấu tố liên quan đến giấy tờ pháp luật. Bởi vậy những người tuổi Ất Dậu ấy cần phải cẩn thận nhé khi mà ký kết bất kỳ cái loại giấy tờ nào, đặc biệt là muốn sang tên đất đai cho con cháu hoặc là muốn gì có của để dành để lại thì cũng cần phải nên cân nhắc thật kỹ lưỡng nhé. Đó. Tiếp đến chúng ta xem tháng 9 là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất thì gặp cục diện là gì? Dậu và Tuất là lục hại. Đấy, Dậu và Tuất là lục hại. Nói chung ấy, gặp cái cục diện lục hại này nó cũng khiến cho những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 ấy gặp khá nhiều cái trắc trở khó khăn. Bên cạnh đó lại có lưu niên gì tử phù và tăng môn đấy. Vậy nên cái tử phù nó chủ về cái sự rắc rối đấy. Những người tuổi Ất Dậu cần phải đặc biệt chú ý về sức khỏe của mình, có bệnh thì phải đi khám chữa ngay. Đi lại cần phải cẩn thận kẻo lại gặp họa huyết quang. Quý vị cũng nên gì giữ cho mình cái tâm thoải mái để đẩy lùi mọi khó khăn, mọi bệnh tật. May mắn là trong tháng này vẫn có cái ông gì, ông hỷ thần, ông chiếu mệnh. Vậy nên là gì, quý vị vẫn có sự vui vẻ may mắn trong thời gian này. Dù có bệnh nặng đến đâu ấy, thì cũng sẽ được chữa khỏi, gặp được thầy thuốc, hợp thầy hợp thuốc và gì nhanh chóng bình phục. Đó, tháng này cũng là một cái tháng, nói chung ấy, quý vị cũng cần phải lưu ý đến các mối quan hệ của mình nhiều hơn nhé. Chủ yếu là các mối quan hệ với mọi người xung quanh. Tiếp theo chúng ta xét tháng 10 là tháng Đinh Hợi. Tháng Đinh Hợi thì chúng ta có gì liêu niên bệnh nên nhập mệnh. Đó. Lại thêm cái ông gì, ông bệnh phù nữa. Nói chung là tháng này chắc chắn chú ý về sức khỏe rồi. Trong cái tháng này thì những người tuổi Ất Dậu dễ bị mất ăn mất ngủ, tinh thần thụy oải, hay mắc những bệnh lặt vặt thị phi do thay đổi thời tiết. Cái điều này do bản mệnh đang có nhiều cái chuyện căng thẳng và những cái áp lực mà chưa tìm cách để có thể giải tỏa hết được, khiến cho tinh thần bị suy nhược, nghỉ ngơi không được đủ, sức khỏe thì ngày càng đi xuống. Đành rằng ở cái tuổi này thì sức khỏe nó dần nó suy yếu đi do hệ miễn dịch nó suy giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do quý vị chủ quan không quan tâm. Vậy nên là gì cần phải lưu tâm trong vấn đề này. Gia chủ cần phải chăm sóc cơ thể thật tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao và tập vận động để cơ thể nó được khỏe mạnh hơn. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 11 là tháng Mậu Tý. Trong tháng Mậu Tý thì chúng ta có Tý gặp Dậu là cục diện là gì, là tương hình tương phá. Vậy nên trong tháng này thì nói chung ấy, cái sức khỏe nó cũng sẽ bị đi xuống, các mối quan hệ thì nó cũng gì cũng không được tốt cho lắm. Thêm nữa lại có lưu niên suy nó nhập mệnh, nên là gì nó cũng báo hiệu sức khỏe của những người tuổi Ất Dậu trong thời gian này có dấu hiệu đi xuống đấy, nhất là các vấn đề liên quan đến đường hô hấp. Theo quy luật tự nhiên ấy, thì ở độ tuổi này các cơ quan nó cũng dần bị lão hóa suy yếu rồi, nên là ấy, quý vị cũng cần phải là gì hết sức lưu tâm. Trong thời gian này thì nói chung ấy, quý vị cần phải giữ ấm cho cơ thể và đừng có để gì mình bị lạnh quá. Đó, đi ra ngoài thì cũng cần phải trang bị đầy đủ những cái quần áo cũng như là gì các trang phục để làm sao cho mà gì giữ được ấm cơ thể trong tháng này. Tiếp theo ấy, chúng ta xem tháng 12 là tháng Kỷ Sửu. Tháng Kỷ Sửu, tháng 12 được cục diện là Tỵ Dậu Sửu là cục diện tam hợp. Nói chung ấy, cái cục diện tam hợp Thái Tuế nó ghé thăm, lại được cái lưu niên Đế Vượng nó nhập mệnh nữa. Tức là trong thời gian này thì những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 ấy, thì quý vị sẽ gì nói chung được Đế Vượng nó nhập mệnh thì đây cũng là một cái thời gian tốt, khá là hưng vượng đấy, về tài lộc công danh cho những người tuổi Ất Dậu 1945. Bên cạnh đó thì trong tháng lại có lưu niên Bạch Hổ và cái Phục Binh. Đấy, một ông thì chủ về tai nạn thị phi, một ông là chủ về gì cái chuyện thị phi, cái chuyện kẻ tiểu nhân hãm hại. Vậy nên là gì
đôi khi hai cái hung tinh này nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của những người tuổi Ất Dậu. Sức khỏe thì không được tốt, có điểm báo bị tang thương tai nạn, mất máu. Đó. Tháng cận kề cuối năm, gần ăn Tết rồi, thì bản mệnh suy nghĩ nhiều vấn đề, cơ thể thường xuyên đau yếu, kém ăn kém ngủ, thiếu thời gian nghỉ ngơi khiến cho cơ thể bị suy nhược. Đấy. Nếu mà cảm thấy cơ thể mình không khỏe thì gia chủ cũng nên lập tức khám chữa bệnh ngay, không nên cố gắng chịu đựng kéo bệnh tình ngày càng trở nên nặng hơn. Trong cuộc sống hàng ngày thì quý vị nhớ sinh hoạt điều độ, suy nghĩ một cách lạc quan tích cực, vận động hợp lý để cải thiện cái sức khỏe của mình. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa xét về cái tử vi, vận trình tử vi của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nam mạng trong cái năm 2025 năm Bất Tỵ. Thì đây là một cái năm mà quý vị cần phải chú ý đặc biệt đến cái phần sức khỏe của mình nhé. Đó. Hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn nắm bắt được cái vận thế của mình trong năm 2025 và đưa ra được những cái phương án đấy, cũng như là nắm bắt được cái vận thế để gì hóa giải những xung sát thị phi và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.